Công chúa Thuận Thiên, công chúa Chiêu Thánh. Vào truyện, Lý Thái Tông thuận cho Hoàng tử Bồ, tức Khai Quốc Vương ra hàng, lại tha tội, nhưng buộc phải rời Trường Yên về Thăng Long cùng với quan quân. Khai Quốc Vương và Liêu Thuộc được vua cho vào ở trong điện Nhật Quang, cạnh cung Thúy Hoa, và nằm xế cửa Quảng Phúc gần phía tây kinh thành. Cung Nhật Quang tòa ngang dãy dọc tới gần chục ngôi nhà, trần thiết lộng lẫy. Thế nhưng so làm sao được với Hoa Lư, kinh đô của các vua Đinh, vua Lê, to đẹp chẳng kém gì điện Càn Nguyên. Nhưng sự sang quý thì chẳng cung nào, điện nào ở Thăng Long có thể so được. Nào cột điện giáp vàng, mái lợp ngói bạc, nào điện Phong Lưu bên đông, điện Tử Hoa bên tây, điện Bồng Lai, điện Cực Lạc, điện Trường Xuân, điện Long Lộc, lầu Đại Vân. Đúng là cả một triều đình mà ta được thụ hưởng. Nay về đây khác chi ở bể vào ngồi. Tả hữu vây cánh chẳng còn được móng nào. Kẻ hầu hạ sai phái nô tỳ, nô bộc bất quá vài trăm đứa, thân phận chẳng khác chi một tên tù giam lỏng. Phu nhân thấy chồng chỉ thở vắng than dài, uống ăn biến trễ, sách vở không coi, kiếm côn chẳng đoái, bèn lựa lời khuyên giải. Thiếp từng được biết chí của vương là chí của chim hồng, chim học. Thế nàng không biết chim hồng, chim học đã bị người ta vặt hết 6 cái lông trụ cánh rồi sao? Này nó chỉ là những con gà nhốt trong chuồng, trong lòng, chờ ngày lên thớt. Khai Quốc Vương nói với tất cả sự chán chường, thất vọng. Vương, thiếp xin vương bình tâm. Thiếp không muốn gợi lại chuyện đã qua, nhưng phải thừa nhận, việc của vương và của ba tướng kia làm là trái đạo. Nếu cuộc nổi loạn ấy, các vương huynh, vương đệ trừ bỏ được huynh trưởng, thử hỏi có ai chịu nhường ai lên giữ ngôi tôn, hay lại tranh giành, lại tiếp tục giết nhau. Các vương huynh, vương đệ một hai đòi trừ bỏ Đông Cung do tiên đế đã lập, lại có di chiếu cho thái tử lên ngôi, thế mà vẫn muốn biến anh em thành cù địch. Nhưng khi yên định được, vua nói không nỡ giết một người anh em nào, không tước bỏ ngôi vị của ai. Thiết tưởng tâm không hiếu thiện, sao làm được việc lớn đến như thế? Hóa nên thiếp mạo muội xin vương hãy bỏ qua các chuyện, coi đó như một giấc mộng chẳng lành. Vương nên tịnh tâm. Muốn tịnh tâm nên tìm đến kinh sách và giao tế với các bậc thiền sư, đạo sĩ. Từ lâu nương bóng vương, thiếp vẫn tự hào có vương là một bậc thông tuệ. Mong vương nuôi lại chí lớn, hướng nghiệp mình vào cõi thiện. Mãi mãi vương vẫn là cây cả bóng cao cho thiếp và các con nương tựa. Thiếp nhớ ngài ở Hoa Lư, thỉnh thoảng vương đọc hai câu kinh, mà nếu lúc này vương dụng được nó là thượng sách. Thiếp chắc vương còn nhớ, nhưng thiếp xin cứ đọc. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Không bác bỏ điều phu nhân nói, cũng không bắt chuyện với phu nhân, Khai Quốc Vương lặng lẽ lên lầu. Từ châu Ái Tâu về, người giác đảng nải làm phản, vua tự mình cầm quân đi đánh dẹp. Tới nơi vua mới biết người dân vì mất mùa thiếu đói nên làm phản, tức là không nộp thuế cho châu quận. Cầm đầu các đám người làm phản là các mục thú. Vua cho án quân bất động, sai đem tiền gạo chẩn phát cho từng gia đình trong các hương ấp đói nghèo. Cảm kích tấm lòng của triều đình, các mục thú đều ra hàng. Vua úy lạo rồi đi xem xét đồng ruộng, thấy dân đói vì ruộng chỉ cấy được có một vụ có nước trời, còn vụ kia mùa khô không có nước. Vua sai đào kênh đảng nải, lấy nước từ sông Mã vào tưới cho đồng ruộng mùa khô hanh, lại cấp gạo cấp tiền cho những ai đi đào kênh. Vì thế chỉ trong một tháng kênh đã đào xong, người dân đảng nải từ đấy cấy hai vụ, dân không đói khổ nữa, nên không có ai rủ rê nhau đi làm loạn. Từ châu Ái về, lòng vua nặng trĩu việc dân, việc nước. Kim Thiên Mai Hoàng hậu cho mở tiệc tẩy trần. Hoàng hậu cho mời anh mình là Khu Mật Viện Mai Mạnh Minh cùng dự.
nhà vua lại sai vời đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu cùng cha con Ngô An Ngữ tới cho ăn yến. Hoàng hậu chẳng lạ Phụng Hiểu với An Ngữ là các tướng tâm phúc của nhà vua, nhưng con của An Ngữ là bé Ngô Tuấn, mới 10 tuổi đến yến tiệc với vị thế gì? Nghĩ vậy, Mai hoàng hậu bèn hỏi lại vua. Thái Tông cười độ lượng: "Hậu chẳng thấy Đông Cung với Ngô Tuấn quyến luyến nhau đó ư? Cứ vài ngày không được gặp Tuấn thì Đông Cung lại đòi sang phường Thái Hòa thăm nhau sao? Vả lại ta cũng thấy nhớ Ngô Tuấn. Ta muốn hai trẻ thân nhau, lớn lên chúng vừa là bạn hữu vừa là vua tôi lại chẳng tốt ư? Ta thấy Ngô Tuấn sau này có một tương lai kiệt hiệp đấy. Tuấn hơn Nhật Tôn 3-4 tuổi, nhưng sớm tỏ lộ là một người vừa thông tuệ vừa có chí khí, nhưng lại ý thức được sự bậc bề dưới trên. Hậu có biết vì sao tiên đế cho ta về mở phủ tại nơi hương ấp ấy không? Là bởi người muốn cho ta gần dân, có gần dân mới thấu hiểu được lòng dân. Do về Tam Sơn nên ta mới biết hậu và mới có ngày nay. Hóa nên việc cho Nhật Tôn thân cận với Ngô Tuấn là ta muốn nhằm cái ý để con ta không tự phụ mình thuộc cành vàng lá ngọc mà miệt khinh những người dân nghèo khó nơi thôn ấp." Kim Thiên Hoàng hậu nghe nhà vua giảng giải tự thấy mình có lỗi, hậu thủ thỉ: "Thần thiếp quê mùa sao hiểu được cao ý của bệ hạ. Bệ hạ lấy việc gần để lo cho điều xa. Thiếp hứa từ nay sẽ chăm sóc tình cảm giữa Nhật Tôn và Ngô Tuấn." Vua chưa kịp đáp lời thì Ngô An Ngữ dẫn Ngô Tuấn vào. Hai cha con đều cúi đầu vái vua và hoàng hậu. Một lát sau, khu mật viện Mai Mạnh Minh và đô thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu cùng tới. Vua tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, chuyện trò râm ran như những người bạn cố tri lâu ngày xa cách. Một lát, nội thị vào mời vua và các quan ra sảnh ngoài dự yến tiệc. Đông Cung Thái tử Nhật Tôn được Nhũ Mẫu dẫn vào. Vừa trông thấy Ngô Tuấn, Thái tử liền bứt khỏi tay Nhũ Mẫu, nhảy lên ôm lấy cổ Ngô Tuấn. Tuấn bế xốc Thái tử lên quay một vòng rồi đặt xuống. Nhật Tôn không chịu xuống, cứ đánh đu trên cổ Tuấn, vừa cười như nắc nẻ. Thái tử vừa ra lệnh: "Quay nữa đi, quay nữa đi. 3 ngày nay ta mới được gặp nhà ngươi, phải quay đủ 9 vòng, mỗi ngày 3 vòng, nhớ chưa?" Ngô Tuấn bế Thái tử quay đủ 9 vòng thì dừng lại, cả hai lảo đảo vì chóng mặt. Lê Phụng Hiểu trông thấy Thái tử và Ngô Tuấn thân với nhau, ông cũng vui lây niềm vui của trẻ nhỏ. Thấy hai trẻ dừng lại và chúng đều như sắp ngã, Lê Phụng Hiểu nhảy 3 bước đã tới trước mặt Ngô Tuấn và Thái tử. Đô thượng tướng quân nói: "Thái tử hãy nhìn thận." Nói đoạn, ông đứng chụm 5 đầu ngón chân phải làm trụ, chân trái duỗi thẳng, rồi ông xoay, trước còn từ từ, sau quay tích, không nhìn thấy mặt mũi chân tay ông đâu nữa, mà chỉ là một khối cuồn cuộn như lốc xoáy và tiếng gió phát ra ào ào, khiến Thái tử phải nép vào Ngô Tuấn, hai tay ôm chặt lấy bắp đùi của Ngô Tuấn. Bỗng tướng quân dừng lại đột ngột, mặt ngửa lên trời, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Lê Phụng Hiểu chìa 2 bàn tay to bè ra nắm lấy tay Thái tử và tay Ngô Tuấn. Ngô Tuấn ngước nhìn Lê Phụng Hiểu như ngước nhìn một cây cổ thụ quá tầm mắt. Lần là Tuấn hỏi: "Thưa bác, làm sao bác quay được nhanh như thế mà khi dừng lại bác không chóng mặt ạ?" "Vậy chớ cháu có muốn làm được như bác không?" "Có ạ, có ạ." Cả Ngô Tuấn và Thái tử cùng reo lên. Lê Phụng Hiểu bèn bày cho Ngô Tuấn cách đứng trên 5 đầu ngón chân, cách lấy sức quay người và khi dừng lại phải lấy hơi thích vào, thở ra như thế nào. Chỉ một thoáng Ngô Tuấn đã làm được. Người Tuấn quay tròn, tuy không tạo được thành luồng gió trong khi quay tích như Lê tướng quân, nhưng Tuấn quay được khá nhanh, khi dừng lại không bị ngã nghiêng lảo đảo nữa. Thái tử thích lắm, đòi quay. Bây giờ đến lúc Ngô Tuấn dạy Thái tử, vì còn nhỏ quá, mới 6 tuổi lại chưa được các thầy võ rèn dạy. Thái tử chưa biết cách thở sâu, khi hít hơi vào, bụng lại lép, lúc thở ra, bụng căng. Vì thế, khi Thái tử quay được mấy vòng, dừng lại thở loạng choạng và ngã vào vòng tay Ngô Tuấn.
Thái tử đỏ mặt nhưng không khóc, đòi Tuấn phải dạy lại. Bây giờ Ngô Tuấn bày cho Thái tử thở trước. Khi Thái tử thở đúng cách rồi, Ngô Tuấn lại tập cho Thái tử quay. Và lần này Thái tử làm được. Thích quá, Thái tử bèn chạy về phía bàn tiệc, phát vào đùi Lê Phụng Hiểu và nói: "Ông tướng à, ta làm được rồi đấy." Nói xong, Thái tử đứng một chân quay tròn, khi dừng lại cũng ngửa mặt hít sâu rồi từ từ thở ra. Mọi người vỗ tay cổ vũ. Nhà vua ôm lấy Thái tử bế sóc lên khen: "Con ta giỏi quá, giỏi quá." Nhũ Mẫu đón Thái tử và Ngô Tuấn vào hậu điện. Hai thiếu niên được ăn chung một mâm có bốn nữ tỳ đứng hầu. Hai chàng vừa ăn vừa nghịch vừa nói cười thật là thoải mái. Thái tử gọi Ngô Tuấn bằng ấy, xưng ta. Còn Ngô Tuấn vẫn giữ gìn lễ nghĩa, thứ bậc chứ không dám suồng sã. Tiệc yến bày ngoài hành lang đại điện, vua tôi vui vầy mặt sức. Vào tiệc, nhà vua nói: "Mãi hôm nay ta với các ông mới có dịp ngồi lại với nhau. Vậy thời hãy tạm bỏ lễ vua tôi, chúng ta hãy coi nhau như những người bạn. Ở đây tướng quân Lê Phụng Hiểu là người lớn tuổi nhất, tiếp là Ngô An Ngữ. Còn ta với Mai Quỳnh tuổi tác hơn kém không đáng kể." Ngô An Ngữ xin nói: "Tâu bệ hạ, bệ hạ nhớ tình xưa từ khi đi mỗi phủ, cho chúng thần được tự nhiên là đã là đại hạnh rồi. Còn như lễ vua tôi, dù bệ hạ có thương tình mà cho tạm bỏ, đạo thần tử chúng thần không dám sai khác." "Ôi các khanh đa lễ quá, nào uống đi." Nhà vua nâng bát rượu lên, mọi người cùng nâng và chúc: "Bệ hạ thiên tuế, bệ hạ vạn tuế." Vua nhìn vào gương mặt trẻ phơi phới của Mai Mạnh Minh hỏi: "Quan khu mật viện, từ bữa quan huynh về triều tới nay, huynh có nghe được điều gì phải quấy ở khu mật viện và các đài sảnh khác không?" "Tạ ơn hoàng thượng cho về triều, lại bỗng chốc cho giữ một chức quan lớn ở một cơ quan cơ mật vào hàng thêm mái quốc gia. Thú thật thần còn ngơ ngác như một đứa trẻ lạc nhà, phận sự mình làm đến đâu còn chưa biết, sao dòm ngó tới công việc của người khác. Vậy chớ ở Thăng Long có điều gì mà huynh cho là khả ái?" "Tâu hoàng thượng, Thăng Long nhiều cảnh đẹp, nhiều lâu đài, đình, tạ, uy hoàng, tưởng như vẻ đẹp ấy chỉ có bàn tay tạo hóa mới làm nổi. Thế mà ở Thăng Long lại do con người làm ra, thật là diệu kỳ. Bệ hạ tha tội, thực tình từ bữa về Thăng Long tới nay, thần chỉ đi xem ngắm cung điện, lâu đài, đường phố, chứ công việc thần có biết gì mà làm. Nhất lại là chốn cơ mật, làm công việc này tâm phải sáng như gương, thiên lệch một chút là nguy hại gấp cả ngàn lần. Thất đức lâm. Thôi thôi, ta biết Mạnh Minh tính vốn khiêm nhường, có thể buổi đầu khanh còn xem xét mọi người làm việc, xem các công việc phải làm, rồi sau đó khanh mới vào việc. Đúng như khanh nói, công việc này phải cẩn trọng lắm. Phúc đấy, họa đấy, cũng nằm ngay đấy. Một khi người ta đã biết cung kính, thận trọng, thì người ta sẽ tránh được sơ suất không đáng có. Chính điều đó khiến ta sợ cậy ở khanh nhiều đấy." Mai hoàng hậu vừa ở chỗ Thái tử và Ngô Tuấn ra, thấy hai trẻ ríu rít trò chuyện, hậu vui lắm. Hậu đảo qua hành lang đại điện xem người ta bày biện ở đó những món gì, có hợp khẩu vị hoàng thượng và huynh trưởng hậu không. Mấy chục món ăn bày la liệt kín cả mặt bàn, tìm kiếm đến mọi cả mắt vẫn chưa thấy món tay gấu hầm, là món nhà vua ưa dùng. Lại cũng không thấy món thịt nai nướng, là món một khi đã uống rượu là không thể không có đối với huynh trưởng của hậu. Hậu bèn gọi nội hỏa cục lên hỏi. Nội hỏa cục thủ nheo nheo đôi mắt tròn mà lòi như mắt cứu vọ, kiểm khắp lượt các món ăn, quả là chưa thấy hai món đó. Y bèn hỏi: "Dám bẩm, hoàng thượng đã dùng rượu nhục thung dung chưa ạ?" "Đây là loại rượu và thực phẩm tương hỗ cho nhau mang tính kích dục cao." "Chưa đâu," viên tụ nô đứng canh vội đáp. "Tâu hoàng hậu, món này chỉ đem ra khi hoàng thượng bắt đầu dùng tới loại rượu nhục thung dung." "Dạ, còn món nai nướng, thần cho bê ngay lên cùng với rượu thạch xương bồ để hầu quan khu mật viện." Rượu được vài tuần, vua quay hỏi Lê Phụng Hiểu. "Bữa trước, thăng thưởng những người có công dẹp loạn, khanh đứng đầu.
ta ban chức đô thống tướng quân là tới hàng cực phẩm. Sao ta không thấy khanh nói một lời nào? Hay là chức ấy chưa xứng với công ấy? Lê Phụng Hiểu bèn đứng dậy, hai tay nâng bát rượu đầy, miệng nói: "Thần xin uống để chúc bệ hạ sống lâu trăm tuổi, trường trị đất nước thái hòa, dân gian no ấm." Hiểu uống một hơi cạn hết bát rượu đầy rồi tiếp: "Xin bệ hạ cho thần nói điều thần nghĩ." Khanh cứ nói, phải quấy ta không bắt bẻ, chứ đừng nói việc bắt tội. Tâu bệ hạ, quả là thần không ưa một thứ chức tước nào cả. Thần chỉ muốn làm tướng, gặp hiểm nguy không sợ hãi, gian nan không lùi bước, tận trung với nước, ra trận lập được công thì xin được hưởng. Ta chẳng thưởng cho khanh chức tước vào hàng thượng phẩm, vừa vinh hiển vừa ăn lộc lâu dài đó sao? Tâu bệ hạ, thần không thích phần thưởng đó. Hay là khanh muốn ta ban thêm cho một vài mỹ nữ? Lê Phụng Hiểu cười phá lên, mọi người cùng cười vui. Phụng Hiểu lại nói: "Sao bệ hạ không hỏi xem thần thích được ban thưởng cái gì?" "Vậy chứ khanh thích ta ban thưởng cái gì nào?" Lê Phụng Hiểu đứng phát dậy: "Đội ơn bệ hạ, thần chỉ xin bệ hạ ban cho đất ruộng ở vùng quê thần, để thần phụng dưỡng song thân. Lúc về già, thần còn có cái mà dưỡng già, chết đi để lại cho con cháu. Đó chính là ân trạch của bệ hạ ban cho muôn đời nhà thần." Ai cũng bảo Phụng Hiểu có vẻ bề ngoài ù lì của một tướng võ, ngờ đâu lại khôn ngoan thế. Thật vậy, phẩm trật thì khi thăng khi giáng thất thường, được đấy mà cũng mất ngay đấy. Không những thế, còn bị các đồng liêu ghen tị, còn như ruộng đất, một khi đã vào sổ điền rồi thì chắc nịch. Vua Thái Tông vừa cười vui vừa nói: "Các cụ xưa thường dạy, gừng càng già càng cay, người già lắm mưu. Lời dạy ấy so với Phụng Hiểu quả là đúng." Phụng Hiểu có ý không vui: "Vậy cho bệ hạ chê thần già." "Ta khen Phụng Hiểu mưu sâu, chứ ta đâu có chê Phụng Hiểu già. Chỉ nửa bước ngựa đã lấy được đầu Vũ Đức Vương, sao gọi là già được?" "Đa tạ bệ hạ đã ban khen. Vậy chớ khanh muốn ta ban cho khanh bao nhiêu mẫu đất nào?" Phụng Hiểu ngần ngừ, vẻ khó nói. "Khanh cứ nói, ta không tiếc gì với khanh cả." "Bệ hạ, vậy thì quê thần có núi Băng Sơn, gần lưng chừng núi có ngọn thác. Thần xin đứng trên đầu ngọn thác ấy ném thanh đại đao, đao rơi ở đâu, bệ hạ cho thần nhận đất đến đó." "Ta ân chuẩn, nhưng như thế có sợ ít không, Phụng Hiểu?" "Tâu bệ hạ, hãy cứ để xem. Thần hứa, dù ít thần không xin thêm, mà nhiều chắc là bệ hạ cũng không cắt bớt lại." Ít lâu sau, quan Tư Không dẫn Lê Phụng Hiểu về núi Băng Sơn, châu Ái. Phụng Hiểu đứng trên đỉnh thác ném đao, tính ra thanh đại đao bay xa hơn 10 dặm, thành thử cả một vùng đất rộng bao la thuộc về Lê Phụng Hiểu. Ruộng ấy sao người đời gọi là thác đao điền. Một dặm ta tương đương 600 mét. Lại nói về sao sức khỏe của Lê Phụng Hiểu. Hồi Phụng Hiểu mới lớn, dân làng Cổ Bi, nơi sinh Phụng Hiểu, là dân làng Đàm Xá tranh nhau địa giới. Đàm Xá cậy dân đông hơn nên lấn đất sang làng Cổ Bi. Hai bên cãi lý mãi không xong, quay ra đánh nhau. Thấy dân làng mình núng thế, Lê Phụng Hiểu nói với các cụ: "Một mình tôi có thể đánh được cả làng Đàm Xá." Các cụ mừng lắm, bèn mổ lợn làm cổ mời Phụng Hiểu ăn cổ thật no nề. Phụng Hiểu ra thách đánh, trai tráng làng Đàm Xá sang đông lắm. Phụng Hiểu tay không nhúng mình nhổ từng bụi tre quăng đuổi. Dân Đàm Xá sợ quá, bèn trả lại toàn bộ phần đất lấn của làng Cổ Bi. Từ khi Phụng Hiểu đầu quân theo vua đi đánh trận đầu, giặc trông thấy Lê Phụng Hiểu là bỏ chạy. Trở lại câu chuyện bên tiệc yến, vua hỏi mấy người tâm phúc: "Ta hỏi các khanh, vì sao có chuyện ba vương làm loạn? Đây là một việc đau lòng, ta không muốn nhắc lại, nhưng phải tìm cho ra nhẽ, để ngăn các việc tương tự không thể xảy ra nữa."
Ngô An Ngữ vốn là người điềm đạm ít nói, nhưng lần này tướng quân lại lên tiếng trước. Tâu bệ hạ, tình cốt nhục, chắc bệ hạ đã biết rõ các vương hơn lũ thần. Mặc dù vậy, thần vẫn cho rằng các vương được nuông chiều thái quá. Việc này lỗi trước hết từ nơi các bà hậu, mẹ đẻ của các vương. Bởi chừng ai cũng cho con mình là hơn cả, không ai muốn yên vị mà đều ngấp nghé ngôi vua. Việc ấy được nuôi dưỡng trong đầu óc các vương từ ngày còn nhỏ. Lớn lên, nó trở thành cái đích nhắm tới trong cuộc đời của mỗi vương. Thứ nữa là tội của các ông sư phó, các thầy dạy vương từ nhỏ đến lớn, làm gì không biết cái tâm, cái chí của học trò mình. Nhất là việc câu kết làm loạn, một việc lớn đến như vậy, không thể là việc âm mưu mới chỉ nhen nhóm trong ngày một, ngày hai, mà phải được ấp ủ từ rất lâu rồi. Nhược bằng các ông sư phó không được dự bàn, không được hỏi kế tìm mưu, thì chỉ bằng các hành vi của các vương cũng có thể đoán được tới 6-7 phần, nếu không nói là biết tới 8-9 phần. Bởi vậy, để tránh các việc như thế có thể xảy ra trong mai hậu, xin bệ hạ trị tội các hậu và các bậc sư phó để làm điều răn. An Ngữ nói như vậy là sự hư hỏng của các vương đệ của ta thuần từ ngoài đưa vào, chứ bản thân các vương không có lỗi sao? Thái Tông hỏi lại, nhà vua cảm thấy lòng trĩu nặng. Tâu bệ hạ, thần mới nói được một nửa của lỗi lầm. Nếu như các bà thái hậu, các ông sư phó có lỗi một, thì bản thân các vương có lỗi 10. Vì sao ư? Vì rằng người dân không được học hành, không được giáo hóa, vô tình mắc vào tội lỗi còn phải nghiêm trị. Thế mà các vương được giáo dưỡng đầy đủ từ trứng nước, lại phạm các điều căn cốt nhất của đạo làm con, đạo làm tôi. Tâu bệ hạ, bệ hạ nương tay với các anh em quá, luật sẽ không nghiêm. Lê Phụng Hiệu nói, mặt ông đỏ gay vì tức giận. Một lát ông lại nói tiếp, bệ hạ thử nghĩ xem, nếu hôm đó các vương trừ bỏ được bệ hạ thì đất nước hôm nay sẽ ra sao? Loạn, loạn to. Cho nên làm loạn đất nước, đẩy dân đen vào vòng máu lửa là một tội ác hiển nhiên, không gì có thể biện minh được. Thế mà bệ hạ lại gia ân cho được sống, cho phục các chức tước cũ, thử hỏi lấy gì để răn đe những kẻ manh tâm gây họa cho nước. Vua Thái Tông đỡ vầng trán hơi lắm tấm mồ hôi. Nhà vua biết những điều Lê Phụng Hiệu thẳng thắn nói ra chính là điều cả triều đình cùng nghĩ, nhưng nể mặt ta nên không ai nỡ nói. Và điều này mới tai hại, rằng dân cả nước đều cho ta là một ông vua thiên vị. Đúng là những người anh em nghịch mệnh làm khó cho ta quá. Nhà vua khó nhọc mở lời, ta không trách Phụng Hiệu gay gắt với ta. Ta biết lời nói của Phụng Hiệu là ý nguyện của dân nước. Bởi dân nước tới nay vẫn chưa hết kinh hoàng. Mỗi khi nhớ về thời đại Lê Ngoại Triều hơn 20 năm về trước, nhưng thật là đau lòng. Chẳng lẽ ta phải mở đầu của một vương triều mới bằng việc chém giết mấy người anh em ruột thịt hay sao? Giọng nhà vua nghẹn tắt. Ta mong các khanh bày cho ta một lối thoát. Vua Thái Tông liếc nhìn về phía Mai Mạnh Minh, ánh mắt vua dịu lại, vẻ như một sự cầu cứu. Tâu hoàng thượng, Mạnh Minh nói, chém giết là một việc quá dễ đối với người cầm quyền, nhưng từ thượng cổ chưa có một triều đại nào dùng hình án nặng nề mà tạo ra được một xã hội an lạc. Nên nhân việc bệ hạ mở đường hiếu thiện cho các hoàng đệ, nay phải biến nó thành quốc sách đối với toàn dân. Bởi thế, nếu trong thiên hạ mà tìm ra được người tài đức thì tin dùng họ, kính trọng họ, đặt họ vào đúng chỗ mà họ sở trường. Lại khi tìm ra được sự khiếm khuyết, sự bất thiện trong ai đó mà đó chưa phát tác ra thành thế lực, thành tội ác, thì răn bảo họ, xót thương họ, khiến họ yên lòng đổi lỗi. Như vậy xã hội sẽ bớt tội phạm, bớt đi nhà tù. Một khi đã bớt đi nhà tù, tâu bệ hạ,
lại phải tăng cường chùa chiền và trường học nhằm giáo hóa cho mọi người có cái tâm tuệ và cái trí tuệ. Mở mang cái trí, cải hóa cái tâm, hình pháp khoan nới vừa đủ để răn đe. Như thế là bệ hạ làm chính trị ở tầng mức cao, chứ không phải thứ chính trị giả dối, lừa mị của những kẻ ác bá tầm thường. Nghe Mai Mạnh Minh bổ cứu bằng những nhời nhẹ tâm huyết, mà chính là mưu kế cao sâu của đạo trị nước, vua Thái Tông lấy làm đẹp ý. Vua nói: "Ta vô cùng biết ơn chư khanh đã vì ta, vì non sông đất nước, sông có nhẽ đi vào khai mở cái tâm tuệ, cái trí tuệ cho toàn dân như Mạnh Minh nói, là con đường tất yếu mà ta chọn lựa." Bệ hạ thật là sáng suốt. Mạnh Minh tiếp lời: "Đúng là không gì giác ngộ cho con người bằng một nền giáo dục thích hợp. Một khi con người đã được giác ngộ mà họ lại tự ý thức, tự giác ngộ nữa, thì sức mạnh của cả dân tộc không lấy gì mà đo đếm được." Các bạn đang nghe truyện Con Ngựa Nhà Phật của tác giả Hoàng Quốc Hải. Truyện do Alphabet và website hotmix.com thực hiện.